Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Thông tin mới nhất liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát. Hội đồng xét xử tuyên án buộc công ty Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Được biết, số tiền gần 2.883 tỷ đồng này do đối tác mua dự án Phước Kiển là công ty cổ phần đầu tư Sunny Island, Sunny giải ngân cho Quốc Cường Gia Lai đang bị phong tỏa tại ngân hàng SCB. Tháng 3, 2017, Quốc Cường Gia Lai và Sunny ký với nhau hợp đồng hứa mua và hứa bán liên quan đến dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hợp đồng, Sunny sẽ phải chuyển cho Quốc Cường Gia Lai số tiền 4.800 tỷ đồng theo lộ trình được quy định trong hợp đồng và Quốc Cường Gia Lai có nghĩa vụ chuyển nhượng phần đất tương ứng với số tiền đã nhận. Tuy nhiên, mâu thuẫn xảy ra khi Sunny chỉ giải ngân đến hơn 2.882 tỷ đồng thì dừng lại. Tại phiên đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất vào năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai, CEO Nguyễn Thị Như Loan cho biết Sunny đã giao hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích khoảng 65 hectare tại dự án Phước Kiển do ngân hàng SCB không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của Quốc Cường Gia Lai. Không chỉ bị buộc hoàn trả lại số tiền lớn trên, dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển còn nằm trong danh sách 16 bất động sản bị kê biên tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 1 hectare thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Hội đồng xét xử đề nghị giao C03 tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Cần biết, Phước Kiển được ví như con bò sữa cho Quốc Cường Gia Lai. Với quy mô đầu tư tương đối lớn, giai đoạn đầu triển khai, lãnh đạo tuyên bố Phước Kiển là dự án tâm huyết và bỏ ra rất nhiều vốn để đầu tư. Nếu thành công, sẽ mang về dòng tiền lớn cho Quốc Cường Gia Lai, khoảng 60.000 đến 70.000 tỷ doanh thu một năm. Kỳ vọng là vậy, song do nhiều vướng mắc khiến Phước Kiển đã và đang trở thành rào cản của công ty. Minh chứng là bức tranh kinh doanh công ty liên tục sa sút những năm sau đó, tình hình tài chính cũng không mấy sáng sủa. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai, khoản phải trả Sunny Island số tiền 2.882,8 tỷ đồng đang được hạch toán trong mục phải trả ngắn hạn khác. Số tiền này tương đương khoảng 30% tổng tài sản của công ty tính đến cuối năm 2023. Thời điểm 31 tháng 12 2023, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt gần 9.600 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tồn kho với số dư cuối kỳ hơn 7.000 tỷ, chiếm gần 75%. Đáng chú ý, doanh nghiệp này chỉ còn vỏn vẹn 28 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn vay nợ tài chính đến hơn 4.500 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Về tình hình kinh doanh năm 2023, công ty ghi nhận 432 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 3,2 tỷ đồng, tương đương 1 phần 10 kết quả đạt được năm trước. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 âm gần 33 tỷ đồng, trong khi năm 2022 cũng âm hơn 121 tỷ đồng. Đến nay, sau 7 năm triển khai, Phước Kiển còn dính 2 lần hầu tòa. Phiên tòa tranh chấp giữa Quốc Cường Gia Lai và Sunny cũng như phiên tòa Vạn Thịnh Phát. Không chỉ nhận tin buồn tại dự án Phước Kiển, hồi đầu năm, CEO Nguyễn Thị Như Loan cũng gây chú ý khi gửi đơn tố cáo hai cá nhân về hành vi lừa đảo 150 tỷ ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cụ thể, theo đơn tố cáo của bà Loan, vào ngày 5 tháng 4, 2021, bà Nguyễn Thị Kim Liên và bà Ngô Thị Minh Phượng, đại diện Bên A, đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc, cam kết sẽ chuyển nhượng 125 hectare đất tại phường Kim Dinh và phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, cho bà Loan, đại diện Bên B, với tổng giá trị là 799,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chuyển nhượng đủ 125 hectare đất là 60 ngày. Tính từ ngày 5 tháng 4, 2021, nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt gấp đôi tiền cọc 20 tỷ đồng hoặc chịu mất tiền cọc. Theo thỏa thuận, bà Loan đã đặt cọc với số tiền 20 tỷ đồng và trước ngày ký hợp đồng, bà Liên giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hồng với diện tích khoảng 10 hectare để làm tin. Đến ngày 6 tháng 5, 2021, bà Loan đã chuyển 4 lần theo đề nghị chuyển tiền của bà Liên, tổng số tiền bao gồm tiền đặt cọc là 130,05 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo bà Loan, đến hết thời hạn 60 ngày theo hợp đồng, bà Liên và bà Phượng không có đủ diện tích đất 125 hectare để ký công chứng chuyển nhượng theo hợp đồng. Do đó, ngày 1 tháng 7, 2021, sau khi quá hạn 26 ngày, bà Loan gửi thông báo vi phạm thời hạn hợp đồng cho bà Liên, đồng thời yêu cầu bà Liên
bà Phượng phải hoàn trả số tiền gốc bà Loan đã chuyển và bồi thường cọc và lãi vay chậm trả theo chế tài do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Sau rất nhiều lần đòi nợ, nhưng bên phía bà Phượng, bà Liên không hoàn trả tiền mà chặn cuộc gọi, chặn liên lạc. Bên mua tìm hiểu được thì biết bà Liên chỉ sở hữu 7,9 hectare đất, chứ không phải sở hữu 110 hectare đất như trong cam kết ngày 29 tháng 4, 2021, bà Loan cho biết. Cũng theo bà Loan, những thông tin bên bà Liên và bà Phượng đưa ra như cam kết sở hữu 125 hectare đất, không tranh chấp, không thuộc diện phải thi hành án và hứa sẽ hoàn thành ký công chứng chuyển nhượng cho bên mua trong 60 ngày là sự lừa dối ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng, cố ý chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, trong đơn tố cáo, bà Loan còn cho biết, theo quy định tại hợp đồng, bà Liên phải hoàn trả lại toàn bộ tiền bà Loan đã thanh toán và phạt một lần tiền cọc 20 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền bên A phải trả cho bên B đến ngày 5 tháng 6, 2021 là 150 tỷ đồng. Thế nhưng, bà Liên không trả nợ và liên tục né tránh khất nợ. Đến ngày 1 tháng 11, 2022, bà Phượng ký biên bản xác nhận công nợ cùng với các khoản nợ khác tổng là 897,4 tỷ đồng và cam kết thời hạn trả nợ chậm nhất là ngày 10 tháng 7, 2023. Tháng 10, 2023, bà Loan đã gửi đơn tố cáo bà Phượng đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an để tố cáo hành vi của bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên. Hiện, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận thụ lý vụ việc và tiến hành thu thập thông tin, xác minh, điều tra làm rõ. Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp mức án chung, bà Lan chịu tử hình. Khi tòa công bố mức án, bà Lan loạn choạng, đứng không vững, được các cảnh sát đỡ. Ngay sau đó, bà cố trấn tĩnh, tiếp tục đứng nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa. Về thiệt hại của vụ án, hội đồng xét xử xác định bản chất số tiền bị cáo Lan chiếm đoạt để sử dụng nên có nghĩa vụ bồi thường cho ngân hàng SCB. Tuy nhiên, đến nay đã có một số khoản vay được tất toán. Bị cáo Lan cũng nộp thêm một số tiền khắc phục hậu quả nên còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, nhằm đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, tòa buộc bà Lan và các đồng phạm chịu trách nhiệm hình sự trên số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng. Nhưng về trách nhiệm dân sự, bà Lan và các bị cáo phải bồi thường thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ của 1.284 khoản vay liên quan đến nhóm của bà Lan và Vạn Thịnh Phát sau khi cấn trừ đi một số khoản được tất toán sau thời điểm khởi tố còn là hơn 673.000 tỷ. Tòa cũng tuyên tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo thi hành án. Nêu quan điểm sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng nhận án tử hình chưa phải dấu chấm hết cho Trương Mỹ Lan. Theo luật sư Giáp, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát mới bị tuyên án sơ thẩm, đây là bản án chưa có hiệu lực về pháp luật. Người bị tuyên án còn quyền kháng cáo trong 15 ngày và Viện Kiểm sát cũng có quyền kháng nghị nếu thấy án chưa phù hợp. Luật sư phân tích thêm, kể cả khi kháng cáo, kháng nghị mà phiên tòa phúc thẩm vẫn tuyên tử hình, bà Lan vẫn có quyền gửi đơn lên Chủ tịch nước xin ân giảm. Theo dõi vụ án, luật sư Giáp bày tỏ đáng tiếc khi một doanh nhân lớn như bà Trương Mỹ Lan từng có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, được đánh giá trong hoạt động kinh doanh, thu hút, mời gọi được nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho nhiều người nhưng lầm đường lạc lối. Đánh giá về bản án vừa được tuyên, luật sư Giáp cho rằng đây là mức án phù hợp quy định pháp luật, tương xứng với hành vi Trương Mỹ Lan và nhóm đồng phạm, bởi thiệt hại trong vụ án rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, xâm hại nền kinh tế, làm mất niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt, những người đã gửi tiền vào SCB có những thời điểm họ bao vây ngân hàng để đòi lại những đồng tiền, mồ hôi nước mắt của mình gửi, xong bị chiếm đoạt. Tại Việt Nam, luật sư Giáp cho hay án tử hình thường được tuyên với tội phạm đặc biệt nguy hiểm như giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tham ô tài sản số lượng lớn. Nếu bà Lan kháng cáo, từ nay đến giai đoạn mở phiên phúc thẩm sẽ rất quan trọng. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm hoàn toàn có thể xem xét giảm nhẹ án phạt từ tử hình xuống chung thân khi bà này tích cực khắc phục hậu quả, cung cấp thêm nhiều tình tiết mới được ghi nhận. Ngoài quy định kháng cáo xin giảm nhẹ, gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước, luật sư Hoàng Trọng Giáp nói. Theo bản án, các tài liệu trong hồ sơ, kết quả thẩm vấn tại tòa có căn cứ xác định từ năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành SCB. Lợi dụng chính sách của nhà nước trong đề án tái cơ cấu SCB, bà Lan đã thâu tóm ngân hàng như một công cụ tài chính để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân và hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống rút tiền SCB. Để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền, giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt hoặc chuyển lòng vòng nhằm cắt đứt dòng tiền.
việc đưa các tài sản đảm bảo có giá trị thấp rồi nâng khống để đảm bảo cho các khoản vay lớn chỉ là thủ đoạn nhằm chiếm tiền của người dân gửi tại SCB. Trong đó, từ năm 2012 đến 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng, cả gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo, các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan là phạm tội, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Từ tháng 2 2018 đến tháng 10 2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB, 545.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền mặt phát sinh. Do Bộ luật Hình sự 2015 có sự thay đổi về đường lối xử lý đối với các sai phạm xảy ra tại thời điểm trước và sau ngày 1 tháng 1 2018, Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực, nên hành vi này của bà Lan phạm tội tham ô tài sản. Trong suốt 10 năm thâu tóm SCB, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp ngân hàng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra ngân hàng nhà nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới và nóng hổi nhất vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.